Chào mọi người, hôm nay thì chúng ta sẽ học về một chương mới, đó chính là database. Vậy thì database là gì và sẽ được sử dụng ra sao? Thì trước khi đến với cái mô hình gọi là trước khi đến với học database thì mình cần phải trải qua cái mô hình là client server trước, đúng không? Thì như các buổi trước mình có hướng dẫn là mô hình client server nó là như thế nào. Đầu tiên chúng ta luôn có một cái là client, sau đó là server, đúng không? Khi mà chúng ta cần gọi đến server thì ở đây mình sẽ có một cái được gọi là request, mình viết tắt là req. Đấy, vậy thì server này nó sẽ xử lý một cái tác vụ nào đó, sau đó người ta trả về đơn thuần là một cái chữ cái, là một cái đoạn văn hoặc là cái data JSON. Đấy, nói chung là người ta cái server nó trả về cho chúng ta một cái dữ liệu về cho client. Đấy, thì ở đây gửi về thì mình sẽ thông qua thằng response, mình viết tắt là res nha. Đấy, thì khi mà cái response này được trả về cho client sẽ xử lý. Thì đây chính là một cái mô hình kiến trúc client server đơn giản. Đấy, thì mai sau này các bạn hãy tưởng tượng xem là cái việc mà có rất nhiều người truy xuất ấy, tức là ở đây mình có thể hiểu client là gì, là từng người, tức là website này hay là app mobile này. Đấy, các bạn thì ở trang web cũng được gọi là client. Đấy, thứ hai sẽ là app cũng được, cái app này app điện thoại hoặc là app desktop, tức là cái ứng dụng của chúng ta mà chúng ta hay gặp ở trên như là app store, ứng dụng game này hay là ứng dụng ở trên máy tính này, thì ở đây mình gọi chung là app. Đấy, nhắc lại về client server một chút. Hay đơn giản là các bạn có một cái bên server khác. Đấy, bên server khác. Đấy, tức là một một bên server khác gọi đến bên server này, thì cứ bên nào gọi cái request này thì người ta gọi là client. Đấy, còn việc của server là xử lý một cái tác vụ nào đó rồi đổ về cái dữ liệu đấy cho cái bên bên client mà thôi, đúng không? Thì mai sau chúng ta thêm một cái bước nữa, đó chính là mình sẽ thêm về một cái gọi là database. Vậy thì database là gì? Ví dụ như là ở đây mình truy xuất vào một trang web là facebook.com. Đấy, thì mình sẽ mang theo gọi là người dùng ấy, người ta sẽ gõ theo mật khẩu này và username account, đúng không? Được gửi kèm lên server. Đấy, ở đây mình sẽ biểu diễn bằng một cái đường dẫn là facebook.com. Username điền lên là nam nd, web dev mật khẩu là 123456, đúng không? Thì tức là với đường dẫn là đến facebook.com thì hiểu là con server của Facebook nó sẽ nhận hai cái gì đây? Nhận vào cái hai cái data này từ bên client. Đấy, vậy thì làm gì với hai cái data này? Server sẽ làm sao? Sẽ đối chiếu hai cái data mà tức là hai cái dữ liệu này. Đấy, đối chiếu đâu? Kèm theo gửi xuống database. Database là một cái kho chứa dữ liệu. Trong đây khi mà các bạn hiểu là database là có chứa này, gồm có account của Nam này, gồm có account của bạn Tiến này. Đấy, account của bạn Hoàng này, account của bạn Tuấn chẳng hạn. Đấy, có rất nhiều account này. Thì đúng rồi, đây là một một kho chứa dữ liệu. Thì câu hỏi đặt ra là nếu như mà mình người dùng gửi lên một cái data này thì server nhiệm vụ của họ là mang cái data này đi đối chiếu với cả database. Đấy, nếu như mà database mà khớp đấy, nó chính xác hơn là server sẽ làm sao? Lấy thông tin tức là gì? Ở đây server nó cũng sao? Gửi một yêu cầu đến database. Đấy, gửi một cái yêu cầu đến database. Ở đây mình sẽ cho là gửi một yêu cầu đến database và database cũng trả về cho server một cái kết quả nhá. Đấy, thì ở đây tương tự thì cái ví dụ này thì các bạn hiểu là server mục tiêu để làm gì? Server sẽ mục tiêu là lấy dữ liệu từ database lên đây để đối chiếu xem là liệu trong cái database này có thông tin nào, account nào là nam nd web dev và bắt 123456 không. Nếu như mà khớp với database thì bắt đầu là server sẽ trả về là tài khoản của bạn đã đăng nhập thành công. Đấy, còn nếu như ở đây mà mật khẩu của bạn này điền là 123456 7 AA chẳng hạn,
đúng không? Thì lập tức là server được gửi xuống đối chiếu database có cái nào khớp không? Không. Vậy thì server sẽ báo về cho người dùng là à, bạn đã nhập sai tài khoản. Vậy thì database chính là một cái kho chứa dữ liệu. Đấy. Hay các bạn hãy có thể hình dung đơn giản là nhảy. Đấy. Khi mà đây ví dụ đây là một người, một khách hàng, đúng không? Khách hàng đến vào cửa hàng để mua hàng thì cái ông server đó ông ấy là người quản lý, đúng không? Một cái quản lý. Quản lý này sẽ vào kho để lấy hàng cho người dùng. Đơn giản là vậy thôi. Đấy, đây tất cả là chỉ là cái kho chứa gồm rất nhiều cái dữ liệu ở trong này. Nhá. Một trong những cái ví dụ mà các bạn sẽ thấy điển hình nó như này. Các bạn vào một cái trang là facebook.com gạch với cả một cái ID của một người nào đó, được chưa? ID ví dụ như là nickname là nam.nodemy chẳng hạn. Nhảy đúng không? Thì khi mà với đường dẫn này, các bạn hãy tưởng tượng là sẽ có hai trang này. Ở đây mình sẽ cho thêm một trang nữa. Đó là trang tiến.nodemy nhá. Đấy, giả sử cái đường link của mình là nhảy. Vậy server này sẽ dựa vào cái thằng tiền tốn, có hậu tốn đằng sau này, cái dựa vào cái thằng nam.nodemy hoặc là tiến.nodemy để xác định xem là mình sẽ lấy dạng data nào dưới đây. Đấy, với đường dẫn nếu như mà người dùng vào lấy đường dẫn là nam.nodemy thì lập tức server sẽ chọn data này để gửi về cho ông Nam. Đấy, trừ về cho khách hàng này. Còn nếu như người dùng mà truy xuất với đường dẫn là tiến.nodemy thì server sẽ biết là à, mình cần phải lấy cái dữ liệu là tiến trả về cho ông Tiến. Đấy là một cái tác dụng của database. Vậy thì cái cơ chế chính xác mà một website hiển thị là ra sao? Tại sao mà các bạn hãy hình dung này. Một trang Facebook đúng không? Các bạn hãy vào một trang Facebook này. Đầu tiên là mình có một cái giao diện web này. Đây chính là avatar. Đấy, đây cái này chắc là mọi người cũng khá là quen thuộc đúng không? Và đây chính là một cái gọi là ảnh nền, background. Đúng không? Và đây chính là gì? Thông tin gọi là mình sẽ gọi là thông tin bản thân, giới thiệu, tiểu sử đi. Đấy, còn đây là chính là một cái gọi là new feed. Đúng không? Vậy thì mọi người đặt ra câu hỏi là à, tại sao mỗi một cái account mà khung giao diện giống nhau nhưng vấn đề là cái nội dung bên trong này lại khác nhau? Đúng không? Thì câu trả lời là như này. Tất cả cái khung giao diện này người ta không phải là tạo ra, ví dụ 1 triệu người dùng thì người ta không phải là tạo ra 1 triệu cái trang HTML khác nhau đâu nhá. Mà người ta sẽ làm nhảy, người ta chỉ tạo ra một cái khung HTML duy nhất. Hình như không? Cái khung này chỉ dùng cho một khung duy nhất nhưng áp dụng cho 1 triệu người. Đấy, thì nó sẽ là nhảy, mình sẽ bê sang đây. Với khung giao diện này, mình sẽ bê sang đây để cho mọi người dễ tưởng tượng nhá. Đầu tiên, nếu như các bạn đăng nhập bằng account là nam nd web dev và có mật khẩu là 1234 và đúng tài khoản đi, đúng không? Thì lập tức server của Facebook nhá sẽ lấy trong database những thông tin của về cái bạn account nam này. Đấy, đổ vào trong cái template, tức đổ vào trong cái đoạn mã HTML và trả về cho người dùng. Đấy, tức là ông này này, ông server này này có sẵn cái thằng này được gọi là template. Cái giao diện có sẵn nhá, cái khung. Thì bây giờ cái ông server này chỉ cần gì thôi, lấy thêm thông tin từ database đổ vào cái khung này và trả về cả cái khung này một đoạn mã HTML dưới cho người dùng, và người dùng chỉ việc hiển thị lên mà thôi. Thì đây chính là cách mà các trang web hay hoạt động. Vậy thì đối với account nam nd thì thông tin của nam nd ở đây, tên cá nhân sẽ được để điền ở đây, avatar của ông nam nd được điền ở đây, đấy, ảnh nền của ông nam sẽ được điền vào đây. Đấy, hình như không? Và tất cả thông tin về cái bài gọi là trang trên trang tường ấy sẽ được điền đây. Đấy, ngược lại nếu như mà bạn đăng xuất ra mà đăng nhập vào một cái account khác là Tiến hoặc là Hoàng đi, Hoàng, thì lúc này cái server của Facebook của chúng ta sẽ lấy thông tin của ông nào, của ông Hoàng. Đấy, sẽ lấy thông tin của ông Hoàng này đổ vào đâu, đổ vào đây và đổ vào đây và đổ vào đây. Đấy,
đổ đây và trả về cho người dùng. Đó là lý do tại sao mà khi mỗi các bạn đăng nhập một cái nick khác nhau thì giao diện trang web của các bạn khác nhau. Đấy, thì người ta gọi đây là một cái web web động đấy, thấy chưa? Đấy, các bạn đã hình dung qua về cái lợi ích của việc database nó để làm gì. Vậy thì mọi người hãy hiểu là cái database này cực kỳ quan trọng, tức là nó giống như là cái tài sản của một trang web, một hệ thống. Chính vì vậy, nếu như bạn mất database thì hầu như là bạn mất gần hết dữ liệu người dùng, coi như là mất hết luôn. Đấy. Thế nên việc mà database này cũng đơn giản là bạn phải làm sao ấy để cho database này chỉ có server mình mới connect, tức là mới kết nối được với database này. Đấy. Không bao giờ cái database này được phép để cho người dùng người ta trực tiếp connect đến đây, mà thường thì phải thông qua server. Đấy, thì đây database nó giống y hệt một cái tài sản rất là quý giá nha. Và chúng ta có rất nhiều loại để loại database. Đấy, có rất nhiều cái nhà cung cấp database. Đấy, với mỗi một cái hãng thì người ta đưa ra một cái để biến máy tính mình trở thành một cái database. Database là gì? Database cũng chỉ là chạy trên cái nền máy tính mà thôi. Vậy thì họ cũng cần một cái phần mềm để biến máy tính mình trở thành một cái database. Hiểu không? Đấy, thì cái database này có rất nhiều nhà nhà cung cấp cái phần mềm. Ví dụ ở đây mình sẽ kể ra một số. Ở đây sẽ chia thành hai cái loại trường phái. Trường phái đầu tiên là MySQL. À, trường phái đầu tiên là SQL bình thường. Trường phái thứ hai là NoSQL. Thì cái này thì chính xác hơn còn nhiều nữa, nhưng vấn đề là ở đây mình chỉ đại diện cho hai cái này thôi, hướng dẫn qua. Thì SQL nó là cái gì? SQL tức là các bạn hiểu là một cái database, cái này thì mình sẽ giải thích ở các video sau nhé. Thì hiện tại là mình sẽ kể ra các đại diện. Đầu tiên là các bạn nghe thấy là MySQL đấy. Thứ hai nữa là MySQL Server này đấy, hay là PostgreSQL, đúng không? PostgreSQL có rất nhiều PostgreSQL đấy. Và tiếp tục nữa là các bạn có thể nghe thấy như là ở đây như là Mongo Mongo Database đấy, MongoDB đấy, Mongo Database đấy nhá, hay là Redis rồi, ok, có cả Oracle nữa, đúng không? Rồi, ok, nên trong trong cái hôm nay, trong cái phạm vi hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là MySQL đấy, mình sẽ thu vào nha, và Mongo. Vậy thì MySQL nó là cái gì và Mongo là gì? Thực ra nếu mà để đào sâu vào DB thì chúng ta có rất nhiều cái kiến thức phải học, nhưng mà cái chương database này thì mình muốn hướng dẫn cho các bạn là biết chỉ cần hai cái mục này và mình lướt qua và biết cách sử dụng là được nha. Thì ở bài sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cài đặt database như thế nào, cài đặt MySQL và cài đặt MongoDB đấy. Thì hy vọng bài này thì các bạn sẽ hiểu hơn là cái tác dụng của database nó là gì, hiểu hơn mình phải biết là database mục tiêu, mục đích mà chúng ta cần phải sử dụng đấy. Thì bài sau mình sẽ đi và triển khai MongoDB nhé.